Quý khán giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần của đài IBC và kế đến đây sẽ là những tin tức về giải trí cuối tuần. Với phần trình bày của Sương Hương, viên Linh Trình và Tuyết Nha, chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả đã luôn ủng hộ cho những cơ sở kinh doanh thương mại đồng hành bảo trợ cho đài. Thưa quý vị, những nhạc sĩ di tản từ Gaza đang cố gắng xây dựng lại cuộc sống của mình tại Ai Cập. Nhạc sĩ người Palestine Raouf Belbassi từ khi còn trẻ đã mơ ước tạo ra trung tâm văn hóa sôi động tại Gaza. Thế nhưng, 5 tháng sau khi ông mở một quán cà phê tại thành phố này, cuộc chiến giữa Israel và Hamas phá tan kế hoạch của ông. Giờ đây, ca sĩ chơi đàn Old nằm trong nhóm nhạc sĩ Gazan đang tìm cách xây dựng lại cuộc sống và sự nghiệp của mình sau khi vượt biên sang nước láng giềng Ai Cập. Ông nói chiến tranh nổ ra, quán cà phê phải đóng cửa, giấc mơ sụp đổ, quán cà phê bị đánh bom và đã bị phá hủy rồi. Belbassi đã chia sẻ với Reuters tại một sự kiện công cộng dành cho những nhạc sĩ di tản ở Cairo vào thứ Bảy có tựa đề Dera, có nghĩa là ngôi nhà trong tiếng Ả Rập. Anh nói, từ khi chiến tranh bắt đầu, tôi và gia đình phải di dời 4 hoặc 5 lần rồi. Cuối cùng mọi người đồng ý tôi đến Ai Cập để giúp cho cả gia đình di tản. Belbassi vẫn không nản lòng, mặc dù mối quan tâm hàng đầu của anh là sự an toàn của gia đình, vẫn đang mắc kẹt tại Gaza. Anh nói, tất nhiên mong muốn của tôi bây giờ là chiến tranh kết thúc và tôi có thể đưa gia đình mình rời khỏi Gaza hoặc quay trở lại. Theo Bộ Y tế địa phương, cuộc chiến bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái khiến cho phần lớn Gaza thành đống đổ nát, gần 40.000 người thiệt mạng. Israel đã phát động cuộc tấn công quân sự sau khi Hamas dẫn đầu một cuộc tấn công vào Israel, làm cho 1.200 người tử vong, theo thống kê của Israel, và bắt cóc con tin. Lễ hội kiến trúc và nghệ thuật lớn nhất nước Nga chiêu đãi du khách bằng những màn trình diễn quyến rũ. Hàng nghìn người đã đến thăm một ngôi làng nhỏ ở vùng Kaluga của Nga vào hôm thứ Bảy, ngày 27 tháng 7 và ngày Chủ nhật để tham quan lễ hội nghệ thuật Astotiani Land hàng năm, nổi tiếng với những màn trình diễn và sắp đặt ấn tượng và kỳ lạ. Chủ đề năm nay là Đại từ chúng ta, được khám phá bởi các nghệ sĩ tham gia lễ hội. Đốt một số tác phẩm nghệ thuật được chuẩn bị cho lễ hội trong ngọn lửa khổng lồ là một trong những chủ đề thông thường của lễ hội, nhằm thể hiện sự chóng tàn của vẻ đẹp và thời gian trôi qua nhanh như thế nào. Một trong những điểm nổi bật của lễ hội được thế hệ trẻ tham dự nhiều nhất là buổi biểu diễn trực tiếp của một nhóm gồm các ca sĩ nghiệp dư lớn tuổi của vùng Kaluga, những người đang biểu diễn bài hát thiếu nhi nổi tiếng của Liên Xô là Beautiful Faraway, dành tặng cho tương lai và con đường phía trước. Liv Bov, 72 tuổi, một trong những ca sĩ đã chia sẻ với hãng thông tấn Reuters: "Hãy tưởng tượng con đường dài của cuộc đời chúng ta. Chúng ta đã đi hết quãng đường đó và bây giờ rất vui được gặp các bạn." Câu chuyện về lễ hội bắt đầu khi một trong những kiến trúc sư người Nga, Vasily Chetinin, đến làng Nikola Lenisvet vào cuối những năm 1980 với ý tưởng xây dựng một ngôi nhà cho các nghệ sĩ, nơi họ có thể sống và tạo ra các đồ vật của mình bằng cách sử dụng cảnh quan thiên nhiên. Taylor Swift hoàn toàn bàng hoàng ngay trước vụ đâm support. Ca sĩ người Hoa Kỳ Taylor Swift đã cho biết cô hoàn toàn bất ngờ và bàng hoàng sau khi hai đứa trẻ bị đâm trong một sự kiện mang chủ đề Taylor Swift ở Tây Bắc nước Anh. Cảnh sát cho biết nam nghi phạm 17 tuổi bị bắt. Anh ta bị bắt vì tình nghi giết người và âm mưu giết người. 9 đứa trẻ khác thì bị thương, 6 đứa trong số này đang nguy kịch, 2 người lớn trong tình trạng nguy hiểm. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh là Yvette Cooper đã đến Southport vào thứ Ba đặt hoa tại hiện trường của vụ tấn công này. Cảnh sát tại Merseyside đã nói động cơ vụ tấn công chưa rõ ràng, nhưng nó được cho là liên quan tới khủng bố và họ không tìm kiếm ai khác liên quan tới vụ đâm này. Những người nổi tiếng ở Paris để xem Simone Biles trở lại Olympic được chờ đợi từ lâu. Tom Cruise, Lady Gaga, John Legend, Ariana Grande và tổng biên tập tạp chí Vogue là Anna Wintour là những người nổi tiếng có mặt tại Berkshire Arena vào hôm Chủ nhật để chứng kiến sự trở lại của Simone Biles trên sân khấu thể dục dụng cụ Olympics cho vòng loại. Simone Biles, vận động viên thể dục đạt nhiều thành tích nhất trong lịch sử, đã trở lại thi đấu Thế vận hội vào hôm thứ Ba sau khi rút lui khỏi hầu hết các sự kiện tại Thế vận hội Tokyo năm 2021 vì các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Cô dẫn đầu một đội tuyển kỳ cựu đang tìm cách chuộc lỗi sau khi đội tuyển Hoa Kỳ về nhì tại Tokyo.
qua đó chấm dứt hy vọng hoàn thành hat-trick danh hiệu đồng đội Olympic sau thành công của họ vào năm 2012 và 2016. Đấu trường cháy vé nổ ra khi đội tuyển Hoa Kỳ được công bố và bùng lên tiếng hò reo chói tai khi vận động viên 4 lần đoạt huy chương vàng Olympic Billis được giới thiệu. San Diego Comic-Con đã trở lại phong độ kỳ ảo sau đại dịch. Sau 2 năm đại dịch toàn cầu và 1 năm đình công ở Hollywood, San Diego Comic-Con đã mở lại vào ngày 25 tháng 7 với chương trình đầu tiên được thực hiện đầy đủ. Một trong những nơi bị thương vong chính là 3 năm qua là hội trường Eisner, những ngôi sao và những nhà làm phim tới hội thảo cùng nhau bàn luận về dự án hiện tại hoặc tương lai. Paula Guerrera, 32 tuổi, đến từ Mexico, hóa trang thành The Asman's Rock, đã nói với Reuters rằng: "Tôi thực sự rất vui mừng vì bây giờ Hall H đã trở lại. Những cuộc triển lãm đã quay trở lại và năm nay rõ ràng sẽ rất tuyệt vời. Tôi sắp đi gặp một ai đó nổi tiếng hay gì đó chẳng hạn." Sydney Hamilton, 33 tuổi, đến từ Long Beach, California thì nói: "Các phòng đều chật cứng, mọi người đều phấn khích và mọi người đều nỗ lực hết mình tiến về phía trước. Tất cả chúng ta đều được gắn ống nhận với nhau theo một cách, một hình dạng hay một hình thức nào đó. Nó tiếp thêm sinh lực cho mọi người." San Diego Comic-Con bắt đầu như một cuộc tụ tập nhỏ dưới tầng hầm khách sạn. Giờ đây, sự kiện này lan rộng khắp trung tâm thành phố San Diego với những cuộc triển lãm, những cửa sổ bật lên và những trải nghiệm của những người hâm mộ. Bản tin vừa qua cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp ngày thứ bảy cuối tuần của đài truyền hình IBC TV. Do xứ ngôn viên Tuyết Nha và Linh Trịnh trình bày, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả và các cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài. Đặc biệt IBC Home Shopping có rất nhiều sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mọi thông tin chi tiết xin mời quý vị liên lạc về 714-892-5717 hoặc quý vị có thể shop online qua trang mạng ibchomeshopping.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt, kính chúc tất cả quý khán giả và những người thân yêu những ngày cuối tuần thật vô lượng an lạc.